Xin chào mọi người, trưa hôm nay mọi người ăn món gì? Có ngon không? Gia đình mình đang đi ăn trưa, hôm nay mình sẽ đi ăn món của người Hoa. Quán có tên là Sai Up. Đây cũng là lần đầu tiên mình đến quán này. Bởi vì mình thấy có rất là nhiều người giới thiệu về quán này trên diễn đàn ẩm thực của thành phố Quy Trinh. Quán nổi tiếng với món khuấy chập và cà phê vợt giống như ở Việt Nam của mình. Vì đây là quán tự phục vụ và phải gọi món ngay quầy. Và họ đã đặt những cái cà phê phin như thế này xem như là một cái điểm đặc trưng nổi bật của quán. Thật là thú vị khi mà ở Malaysia mà vẫn có thể thấy được cà phê vợt giống như ở Việt Nam như thế này. Menu của quán được thiết kế là một toilet rất to. Đây cũng là một điểm cộng cho việc sáng tạo và gây ấn tượng với khách hàng của quán. Vì đi vào buổi trưa, Leo rất là đói bụng và Leo đã đòi ăn bánh trước khi mà cơm được dọn đến. Mình cứ gọi món bánh mì cay giá cho Leo, đây cũng là một món ăn rất là phổ biến ở bên này. Và món rice pokles, đây là món thịt kho. Mà nói chính xác hơn, đây là món thịt heo hầm với các loại thảo mộc. Thịt heo bao gồm có giò heo, thịt nạc, lòng lợn và dầu trường và cả trứng gà. Tất cả sẽ được hầm với một loại thuốc bắc đặc trưng của món ăn này, làm cho tất cả mọi thứ rất là mềm, thơm và ngon. Các bạn có du lịch qua Malaysia thì đừng nên bỏ qua món này nhé. Bởi vì hầu hết các món ăn của Malaysia thì thường rất là nhiều dầu mỡ. Duy chỉ có món này thì rất là hợp với khẩu vị của người Việt Nam của mình. Ẩm thực Malaysia là một sự kết hợp văn hóa. Bởi vì Malaysia có một nền văn hóa đa dạng, cho nên ẩm thực chính là minh chứng rõ nhất cho điều này. Một món ăn có thể vừa kết hợp hương vị Trung Quốc và Malaysia, hay bạn có thể thưởng thức món ăn kết hợp giữa ẩm thực Ấn Độ và Malaysia. Sau khi ăn trưa xong thì gia đình mình đi ăn món tráng miệng, bởi vì thời tiết rất là nóng nực. Cho nên mình đã quyết định đi ăn món xương sáo tàu hũ, xem như là một món giải nhiệt cho cả nhà. Mình rất thích quán này và thường hay ăn. Quán có rất là nhiều món cho bạn lựa chọn. Lúc nào quán cũng rất là đông khách. Đây được xem như là một món tráng miệng tuyệt vời, lại còn tốt cho sức khỏe. Sẵn đây mình cũng muốn chia sẻ một số điều không phải ai cũng biết về Malaysia. Ở đây người dân không đi dép vào nhà, ăn uống bằng tay phải và tránh thân mật nơi công cộng là những nét đặc trưng trong văn hóa của người Malaysia. Malaysia là đất nước đa sắc tộc với cộng đồng người Trung Quốc, Ấn Độ và Mã Lai cùng sinh sống. Trong đó người dân của đất nước đầu cọ chủ yếu theo 4 tôn giáo là Đạo Hồi, Phật giáo, Kitô giáo và Ấn Độ giáo. Vì vậy văn hóa của người Malay cũng đa dạng và độc đáo. Người dân Malaysia lại rất là yêu thích uống Milo, thức uống với mạch nha và chocolate là món không thể thiếu đối với người dân ở đây. Vì vậy, các khu ẩm thực và quán cà phê đều bán Milo. Loại đồ uống này được phục vụ với nhiều hình thức khác nhau, với đá, nóng. Thêm vào đó, tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ chính ở Malaysia. Malaysia từng là thuộc địa của Anh trong suốt hơn 100 năm. Đến năm 1957, xứ sở dầu cọ là thành viên của khối thịnh vượng chung. Vì vậy, người dân Malaysia sử dụng tiếng Anh rất thông thạo.